của video ngày hôm nay mình đã tập với 4 full gear cho bản khách này và bốn nốt cho bản đó, một cây phất lá với lại cây song kiếm. À mà những cái đơn như thế này á là bản khách nào may mắn lắm mới được mình bốn nốt nha. Kẻ của bạn này ban đầu đưa mình là tập full man nhưng bây giờ bản đó kêu mình đổi qua sky để up lên full gear nha. Xong rồi là mình up lên V3 luôn nha các bạn. Kẻ của bạn này vip như thế này mà nó kêu nó chưa gạt cần rồi mình đéo tin luôn nên là mình phải chết lại một cái nữa. Và thật ra là nó chưa gạt cần đúng thật các bạn à. Các bạn thấy mình chơi đảo rất là dễ đúng không? Tại vì các bạn đang xem thôi, chứ những cái đoạn mà không ra đảo mình đã cắt ra hết rồi. Nên là mình tổng hợp là những cái đoạn chính thôi nha, chứ những cái đoạn dài dòng quá sợ các bạn xem nó chán đấy. Cái đảo bí ẩn này mình treo ra vào lúc trời sáng, bây giờ mình chờ trời nó tối lại nè. Bánh răng mình tìm rất là dễ luôn nha, tại vì mình đã thuộc khách map rồi. Tập đó với mình bây giờ quá dễ rồi, bởi vì mình cày thơ nhưng mà không dùng hack nha, nên là cái trình của mình rất là ok. Mình thì vẫn có dùng hack nhưng mà mình không lạm dụng quá. Những đoạn nào mà cần xài hack thì mình mới xài hack thôi, chứ mà bình thường như up dễ như thế này thì không cần phải hack nữa. Thích nộ đủ 3 lần, bây giờ mình mua chai xong mình reset và biến hình đủ 4 lần. Tại sao mình chỉ biến hình đủ 4 lần thôi nhưng không phải là 5 lần? Bây giờ đó, ở đoạn này đó, á đồ xanh đó, mình reset lộn mà hên quá, còn giữ là một bạc. Và ở cái lần này là mình sẽ biến hình đủ 5 lần nha. Mình sẽ quýnh qua quýnh lại nè. May quá mình reset lộn một bạc các bạn à. Tay nhanh hơn não quá. Rồi bây giờ mình đã biến hình đủ 5 lần rồi đó. Trong lúc chờ hết nộ mình đã tranh thủ gắn ghi trước nha. Nếu các bạn không gắn ghi thì nó sẽ không cho các bạn đi chai on nữa. Ở cái đoạn mua chai chắc các bạn cũng biết rồi. Bây giờ vào luôn cái đoạn úp tộc luôn nha. Như vậy là một đêm này mình đã úp được 3 ghi nha. Rất là dễ đúng không? Tới cái đêm thứ hai mình đã gắn 2 ghi bay luôn để bay cho nó lẹ nha. Nhưng mà các bạn đừng lo là mình sẽ úp luôn cái ghi 5 cho bạn này luôn nha. Bây giờ mình test 2 cái ghi đỏ là ghi bay cho các bạn xem nè. Bay rất là nhanh luôn. Và cái tộc sky này nếu như các bạn bơi các bạn nên gắn ghi bay nha. Bởi vì á các bạn gắn ghi xanh này nó chỉ tăng đam thôi, còn hiệu ứng nó cũng vậy và mình đã test hết trơn rồi. Nên là các bạn nào có đi farm rai hay này kia là các bạn gắn 2 ghi xanh nha. Còn bơi là gắn 2 ghi đỏ cho mình nha, rất là ngon luôn. Úp xong ghi 4 bây giờ mình lên mình gắn ghi nha. Cái ghi 5 này các bạn không cần biến hình tích nộ nữa, các bạn đi hẳn luôn. Ý là các bạn úp ghi 4 xong là các bạn đi gai ghi 5 luôn được luôn nha. Và mình úp cái ghi 5 cho bạn này để phòng trường hợp mà bạn đó không thích cái ghi đỏ bay của mình cho lắm. Ok, lên cho các bạn xem ghi để không các bạn nói tu điều nó mất công lắm này. Và bây giờ mình úp ghi 5 và không cần biến hình tích nộ nữa nha. Ok chưa? Và ở cái đoạn này xin phép mình sẽ tràn vô một xíu nha. Đây là cái đoạn mà Grip Enderga mình vừa gặp admin mới vào server của mình và Grip 19 trác quỷ cái Sune nha các bạn. Và ai của mình thì không đủ slot gương để vào rồi, nên là cũng phải sang sẻ bớt thôi, lọc trời cho mà ăn hết đâu được đâu. Thấy không các bạn, shop mình rất là uy tín nên được ban phước cho đấy. Cả của bạn khách này mình đã tập full ghi hết rồi. Bây giờ là mình đi treo đảo cái Sune và trăng nó sắp full don thì mình gặp cái mập như thế này nè, đậu xanh nó ra. Và cái đêm lúc nãy là mình bỏ nha. Và đây là cái đêm thứ hai mình đã ra được cái đảo nè, nhưng mà vẫn bị cái mập dí thêm cái này nè. Và mình đã rút kết cái bậc học rồi. Lần sau mình sẽ đem cái hạt vô tổ của mình vào. Má mấy con cá này lên luôn, leo lên bờ cắn luôn kìa. Chết thật chứ. Kìa nó lên bờ nó cắn rồi bạn à. Chứ quỷ cái Sune nữa đi lụm linh hồn ở cái đảo cáo này rất là dễ luôn nha. Đấy, cứ chạy là lụm thôi, chứ không cần mà phải lướt lướt hay là sẽ spam kêu thì đâu nha. 25 điểm là mình sẽ đổi một lần nữa mới dễ ra cái phó láp nha. Và nó ra cái danh hiệu gì tay bét gì vậy, cái này mình đéo biết luôn á. Mấy cái đoạn mà spam đảo phèo như thế này á cũng 2-3 lần rồi đó nha. Và 2-3 lần như vậy là mình đã mất đến 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng gì đấy. Tại vì á, một lần full bom như này là mình treo đến gần 1 tiếng luôn nha các bạn. Cho nên cái đau cáo này rất là lâu luôn, mất thời gian lắm á. Nên là mình sẽ không nhận ở trên shop đâu. Các bạn có thể nhắn riêng cho mình, nếu như mình rảnh mình sẽ nhận ha. Ra đến cái biển 6 thì nó toàn ra cá không à. Nên là mình phải cày cái bô tù lên, mở skill cuối nha. Tại ạc của mình là chỉ chưa mở được skill cuối nữa. Nhưng mà không phải lo, bởi vì mình đang xài tộc xe bốc nên là mình cày rất là dễ nha. Hồi đó mình không biết là cái xe bốc nó có tác dụng là pha mastery ngon như thế này. Bây giờ các bạn muốn farm trái nào hay là farm mastery nào á, các bạn cứ gắn lấy xe bóc full ghi vào, các bạn farm rất là dễ luôn nè. Đấy, ok chưa? Mình chỉ cần skill rơi lên nó tự giật ram lên, nên là ở đoạn này là mình farm rất là dễ luôn, không có khó khăn gì hết. Đến cái đêm này mình sẽ chở thêm cái hạt có trái bô tổ của mình nha, thì nó đéo ra cá cô mẹ nó. Và ánh trăng sâu sáng nó ra đảo luôn, đéo ra cá nữa, đậu xanh cay dưới trời. Ở lần này thì mình đổi được 750 điểm nguyên thạch. Cái đồ xanh đó, mình đã đi tìm đảo tận 6 lần nhưng mà chỉ có 3 lần ra thôi, và 3 lần kia nó không ra đảo. Và cũng như là cái lần thứ 3 có đảo này của mình đã ra được cây hút láp rồi, quá là mừng luôn. Bây giờ mình đã tổng kết lại được, và cái kho gương của bạn này là có một cái thất phết láp nè, với lại cái băng đeo nè. Băng đeo này á là các bạn đó có sẵn rồi nha. Sau thời gian mà mình đi săn đảo cái Sune cực khổ á thì mình chụp tấm hình
có cây phốt lắp cho các bạn khách đó là các bạn không mừng phải là hàng. Nhưng mà các bạn nó mất dạy ở chỗ là hồi nãy các bạn đó cũng vô hạt nữa, đậu xanh á. Cho nên á là những cái ông nào mà mới thuê mình đó, những cái đơn combo này á, cứ là sợ luôn, nên là cứ một lần nào cũng vào hạt để kiểm tra coi hạt có cái gì không. Ok, bây giờ mình đi lấy cái tu si ta cho bạn đó nữa. Mình bảo bạn đó là bonus thêm một cây song kiếm đó nha. Bạn đó mừng quái luôn các bạn ha. Bây giờ á là mình vào cửa, mình đứng mình chờ sẵn nha các bạn. Để khi mình đặt cái cốc vào á là cửa nó mở luôn, đỡ phải chạy tới chạy lui để mất thời gian nha. Một mình các bạn gây đam cho con boss này đến chết luôn nha, thì các bạn mới nhận được thanh thu sita. Lấy cái tu sita xong là mình ao rồi, qua ngày sau là bạn đó đã cày lên level master ghi sẵn cho mình rồi. Bây giờ mình reset cái điểm nè, reset điểm năng lại block food nha, để mình farm cho nó dễ nha. Hai thanh kiếm của các bạn đủ level 350 master ghi rồi, thì qua đây nói chuyện với khứa này thì cái cửa bên kia nó mới mở ra. Bình thường là các bạn nhận nhiệm vụ bên tu sita trước không à, nhưng mà mình thì khác, mình lại nhận cái nhiệm vụ yama trước nha. Bởi vì đối với mình cây yama lấy rất trước rất là dễ luôn nha, và kế tiếp là mình lấy tu sita nó sẽ đỡ, sẽ mất thời gian hơn. Và hôm nay cho các bạn biết cái trình cày thơi chay của mình như thế nào nha. Nhiệm vụ đầu tiên của thanh yama các bạn chỉ cần đứng ra cho con quái nó quýnh thôi, đến khi nào mà nó hiện ra cái chữ như thế này là được rồi. Cái nhiệm vụ thứ hai này hồi đó mình làm rất là khó, nhưng mà sau này á mình lên trình cày thơi rồi mình lon mấy cái hạt phụ của con trái bưu tồn vào tay le rồi làm rất là dễ nha. Và cái nhiệm vụ này các bạn cần đánh mấy cái con tím tím nè, khi nào hết màu tím này các bạn đi luôn đi, khỏi cần phải nhìn quảnh lại nha. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the sh** you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and fight. I'm a human being, cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life to what you want. So fight and fight. Nhiệm vụ
này các bạn đánh tất cả các máu ra, chừng nào nó hiện cái chữ như này là xong rồi ha. Cái thanh da ma các bạn luôn để làm sao đúng không? Tại vì các bạn sờ bam con boss này rất là khó đúng không? Còn mình á, sờ bam con boss này rất là dễ luôn nha ha. Ok ạ, à, các bạn này còn mấy trăm bon nữa, giờ quay cho hết luôn nè. Rồi quay hết rồi nó không ra gì thì mình sẽ lo ngạc vào. Mình nói dễ vậy thôi chứ mình quay cũng ba ạc phụ nó mới ra được cái cục lửa nha. Xong rồi phép mạng cho cái con này thì nó sẽ đưa mình vào cái địa ngục. Mình thấy ạc này up lên phê 4 rồi thì mình cũng nghĩ y nên là cũng bị mắc mát khá là nhiều máu ha. Và mấy cái con quái này nó có bị cái tập của Sky mình làm quỳ xuống này nó bay đâu mất tiêu không à. Chỉ có cái con boss là nó chịu ngồi im cho mình đánh thôi. Giờ đây là mở cửa nè. Như vậy là cái thanh Yama mình đã xong hết rồi nha. Bây giờ mình qua đến cái thanh Tushita nè. Tushita làm thì còn dễ hơn nữa. Nói chung cái nhiệm vụ cái sông kiếm á, các bạn có mấy cái ạc phụ có trái bộ tù á thì các bạn làm mấy nhiệm vụ này dễ lắm. Đó các bạn tay le qua nó chịu cái thiền là ra được cái cục đó rồi đó. Đến cái nhiệm vụ 2 này nó kêu các bạn là đi tiêu diệt những cái con hải tặc có chơi tháo đại nha. Tại sao mình nói cái nhiệm vụ này nó dễ? Tại vì cái lúc mà mình làm nhiệm vụ Kayama thì nó cũng sắp ra hải tặc rồi nên là không vấn đề gì cả ha. Và các bạn chỉ cần chờ full moon hết xong rồi trời sáng phân nửa cây á là nó sẽ ra luôn hải tặc. Như vậy tính kỹ lại á là mình treo cái hải tặc này chỉ có 20 phút thôi. Bởi vì những cái đoạn mà Yama mình đang làm á là sẽ không tính nha. Tại vì lúc đó là vẫn đang làm mà đúng không, chứ đâu có treo đâu. Tại sao mà mình nói là cài chay của mình rất là đẳng cấp? Tại vì mình cũng đã lên trình rồi, mấy cái đơn này mình làm hoài bằng chay hết trơn nha các bạn. Và mình vẫn có hack nha, nhưng mà không phải lúc nào cũng hack đâu. Mình chỉ hack những cái đoạn mà cần hack thôi, còn không hack thì thôi không cần phải hack. Còn mấy cái ông mà cày thuê mà bằng hack á là thí dụ mà hack lỗi thì sao, hách lỗi thì nó đâu làm được nữa. Cái ông nó gạ chỗ đó đó, cho nên là hách có lỗi hay là không lỗi gì đó mình cũng làm được bình thường đấy. Đến cái con boss Big Mom này á, các bạn cần phải sờ bam cho nó chết nhanh càng tốt nha. Nếu như mà các bạn đánh nó lâu quá, solo với nó lâu quá, nó sẽ không cho các bạn lên thiên đàng đâu. Các bạn phải tiêu diệt nó càng nhanh càng tốt nó mới cho bạn lên thiên đàng. Hồi nãy mình đánh Big Mom nó cũng còn dư nổ á, cho nên là qua lên thiên đàng là mình bật tộc với 4 luôn. Mà nhưng mà mấy cái con này nó quỳ xuống nó có bị văng kiểu gì không à, và nó chui xuống dưới lòng đất luôn cả các bạn ạ. À, nè một hai có những cái con nó bị chui dưới lòng đất luôn, nó bị bung quá nè, nó có gặp mình nó quỳ xuống nhưng mà nó bị văng đó, nó bị văng như này hoài à, nó không như mấy con quái khác. Và sẽ có những cái con bị xui xuống lòng đất nè, đó nó có con chui xuống lòng đất rồi kìa. Thấy thấy cái chấm đỏ dưới lòng đất không? Xong nhiệm vụ hai thanh kiếm rồi, bây giờ mình đốt giấy nha. Đốt giấy thì cứ bấm một chữ E thôi là đốt được chứ gì. Xong rồi mình bấm vào cái E cái này nữa nè, nó sẽ gắn cái cục ngọc vô. Vô đánh cái con boss này bình thường là các bạn sẽ đánh luôn phải không? Nhưng mà lần này là mình sẽ reset nha các bạn. Sao đó nói rồi, cái trận cày thôi bằng chay của mình có là đẳng cấp mà, nên là miễn cái mẹo đó mình phải biết hết mới cày nhanh được đó. Mình cứ vào mình reset thôi là có luôn cái song kiếm nha, chứ đâu cần mà phải đánh con boss nó xong đâu. Như vậy là ạc của bạn này vừa có song kiếm vừa có phá láp luôn nè. Bonus cho bạn nó hai thanh kiếm này rất là khó khăn thiệt chứ.